Trong đi. Để trong thầu nó chơi. Quánh thì gom về tiền luôn vô bọt túi hết chứ dễ thì thua ai. Không lẽ mình học lớp 12 người ta học có lớp 1 không ai chứ thua người ta hả? Vì sao bài học tính là mình biết từ nào mấy lớp vậy? Ta biết chơi quánh bài ta mới quánh bài chứ không biết sao ta quánh bài. Biết gần ha. Tôi đang xào họ vừa kinh đảnh là tôi biết hôm nay tôi mấy lớp vậy. Hay ha. Cái trái này hư rồi bộ, bỏ đi. Đây bỏ. Hư rồi. Hư vậy là làm nó chanh rồi uống. Con gió này nó gì đó. Cái cô kia rằng ta mới cho tiền tôi. Cái cảnh thấy biết bà này sao mà mua chó bán mà. À, cô má thấy cô người ta lại ta năn nỉ chứ ta không có tiền quá khổ. À, người ta mua dùm cái này không mua, người ta không có tiền, người ta đấu khổ không mua. Mua vậy có khi là tôi cho người ta. Rồi có khi tôi khổ thì tôi cũng bán lại kiếm tiền. Ba bán bà quá vật rồi ngã, người ta khiêm cho cậu vô đó. À. Cái bà bánh chả chả á. Bà nói tôi là mua bán chó mèo mà nói chuyện đạo đức á. Tôi ai chỉ là Phật, tôi đã có nói gì. Ăn ngã rồi. Hư rồi. Có hư. Được rồi, không được rồi. Rồi trong đây cái gì? Hả? Nhỏ đồ quý ha. Đồ gì vậy? Thuốc bọn ta cho để dự trị đó. Người ta coi cái miệng tôi rồi người ta hỏi như vậy cái gan đó nói bà bị ngộ độc rồi thôi mà mốt cái người nào vô đồ cho bà ăn đó bà cũng ăn đi đồ thật cho ăn đồ ly vụ như vậy thôi vậy nước dừa rượu tôi đâu có rượu đó mà muốn rượu không hả nước dừa tôi uống rồi tôi để nó về tôi uống rồi đem đi nó dữ lắm rồi. Đồ quý chứ mà. Đồ quý thiệt. Bánh mì không à? Bánh mì. Bánh mì. Bánh rồi. Bánh mì rồi. Với đồ bộ khấu đó là. Thuốc đó, mình bọc thuốc bự luôn. Thuốc bị ngộ độc uống mấy cái này cho ra hết còn thuốc này còn ok. Ta khám tôi nói này ta biết ngộ độc rồi. Ngộ độc sao? Bị ra khoáng rau quá người ta sạch thì người ta cắt bán rồi. Cái quán người ta mua về người ta thấy sạch thì nhúng nhúng cái bán à. Cái ăn tôi bị bể hai tô mà chồng ta ăn không bị tiêu bị. Nhưng mà nói với con thì đó còn nói thôi bạn. Ai chơi được bệnh nhân đó ăn hả? Có ăn bạn có bệnh chết bỏ mẹ rồi thôi rồi để nó hả? Ủa? Cái này mua quần cho ổng. Có quần cho ổng bận không đâu, có quần. Có quần cho ổng 10 ngàn bạc. Mấy ngàn? 10 ngàn, 20 mà ta lấy 10 ngàn. Cho quần cho tiên ha. Để cho ổng xuống rồi, ổng không có quần áo là ngỡ. Nó sẽ để đi tiên, để đi tối vậy á. Bà ăn chơi gì bà cũng ăn hết bà người ham ăn thì bà chết bà chịu
Nước cái nước gì vậy? Bấm ở đâu hả? Bấm dưới thịt nè. Yếu rồi hả? Yếu rồi vậy? Bà mới đi chợ về nha mọi người. Chứ đi chợ về bà đi nãy có 5 tiếng hồ bà đói ổng luôn. Nó giờ bà đi chợ về là được như này nè, giờ xách vô phụ bà nè. Ông bà đói ổng từ sớm giờ luôn á cả nhà. Rồi mấy khôn qua là vô quay nè. Ăn gì được nữa, ăn hư rồi. Ta cam hư hết trơn rồi, nó lụm về. Nhìn nó cưng như sao ăn? Không, không cho ăn. Nè. Ủa là ông cà không cho ông ăn mặn. Không cho ăn mặn ha. Hỏi anh ơi đói không? Anh đói chứ chẳng đói. Đói rồi. Từ giờ ông kêu á. Trả tiền lại cho anh ta hả, tính tiền có thương hại thì cho tiền rồi hoàn lại cho cái người đó, còn không ấy là người đó ra tòa án phân xử. Tại sao mua cái thằng khùng nó dụ dỗ nó để mua và mẹ nó không có nhà ấy dụ dỗ quá ha. Không để như vậy anh ta mà hầu như vậy thôi chứ chưa biết. Nó đăng trình cho mình quyết định cho cái về. Ông giờ ông đói còn ăn kìa. Uống miếng nữa à. Ông khóc rồi kìa. Khóc rồi bà ơi. Khóc hả? Đó, ông khóc quá dễ kìa. Ông không khóc. Mong cho anh đợi hai vị vị cái thơ nè. Cho ông uống. Uống thầm thầy thầm thầy thôi. Chứ ổng không có hơn nhiều. Cũng cầm chừng ha. Ha, cậu đi sáng giờ cũng đói ha, mà cậu ăn nè, ba người bà ở ăn đi Thảo đi. Thôi cháu không ăn đâu. Không ăn rồi để bà ăn đi. Hả? Chứ mệt chứ ăn đi. Ừ. Bà nghe lời Minh Tân ơi, Út ăn ăn đồ ăn mới gì nè, đừng ăn đồ ăn cũ, đồ ăn dơ nữa nha. Bệnh chết đó. Minh Tân giao này lần nào cũng nói bà hết trơn rồi, bà ăn đồ cũ, đồ dơ không rồi, rồi mất bệnh rồi sao? Thịt nướng, ổng thấy ăn cái nướng này nè. Thịt nướng ha. Thịt nướng gì mà. Cái này bà không dẹp con bên cái hao này cái gì thì ghê à. Này gì? Bây giờ rác, rác lên để nó nhiều lên đổ. Thuốc đó dị gì bà? Để ngộ độc thuốc. Còn mấy cái này uống cho lần cái miệng bí rồi nè. Đâu, bị lỡ cái này bà, chỉ nè. Xin thuốc hàng đau bụng lắm.
đọc hết mà chịu gì nổi, ăn vô tê cái miệng biết là mà không ăn còn bị á. Ngon không? Ngon không? Ngon. Đói thì nó ngon. Đói. Ở đây thì 2 tiếng hồ nó về ông xỉu luôn quá. Biết khúc gì không? Đe. Thằng uống này còn à. Khúc gì? Thì người ta cho uống rồi đó. Uống cho bổ khỏe. Hồi vitamin D. Mấy cái này hàng ngày có uống mà. Rồi để không đi căng cho nó rộng ngồi rồi. Để vô trong đi. Để trong hồ đó chơi. Nay cô Đặng vợ chồng Minh Tân vẫn đi cắt tóc nhìn thấy đẹp hơn mọi người. Bây giờ cô gặp con món giấy số không? Gặp ông món giấy số đi luôn rồi bỏ ổng sao đúng không? Phải chung thủy chứ. Thuốc uống gì vậy? Gì mà nghiêm dữ vậy? Vậy là không? Nó bị cơ thể tê nửa tê mòn hóa nè. Vậy là không? Nó bụng tiếp lắm. Không có bụng nữa. Nói chứ người ta lỡ miệng lỡ mòn mà ăn nó nóng hết trong ruột nè. Cô đó má cô bể qua vợ mình Mỹ ha, bỏ dẫn đi đi đầu Phật đó. Cái tiệm nướng tóc đó đó. Cái nhà lầu á, nhà lầu tiệm thức tây của cổ. Rồi cả nhà đó của cổ mua má cô giờ đi bên Mỹ rồi. Mỹ vậy ha. Ừ, cô bể qua. Cô bể qua cái nhà lầu đó đó. Ngồi đây ngồi gì á? Đó. À, được chưa? Ừ rồi. Đầu kia nó không có tiêu. Để nó hôi á. Hoặc là uống gối pha với nước. Cái này khổ cơm hay gì cả. Mình đập không? Cái này rửa ruột. Rửa ruột ha. Khổ cơm. Ngày 3-4 gói. Trời ơi, đứa vậy nè, uống đâu mà ngày thuốc gì uống ngày 3-4 gói. 3-4 gói nè, uống 3-4 gói nè. Chỉ tôi biết chỉ rồi mà không biết à. Rửa ruột mà ngộ độc mà. Uống rồi 3-4 gói nè. Trời ơi. Chắc người ta bị ngộ độc thuốc mà. Ở trong người ta phải ngâm nước uống mà. Bởi vì từ dậy tới được có mong mà cho cái gì chị lấy hôm trước cho mấy đứa thịt nước cá chị tôi muốn ăn tôi nhà hiên nhà tôi cho cháu ăn giải chết con cháu bị à. Thấy
Hồi nãy cùng thân thức này cũng đó nãy giờ giờ cho tôi ăn, tôi hỏi ai giờ này cho tôi ăn, nói họ nói ông không làm lỏng cả, không đi ăn chua con mày cả là nãy sáng giờ tối là tôi nói gì chi mà Thì ngân hàng giấy tiền cũng trả lại người ta, nhưng mà bị thầy khùng